Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Tiếp theo là hai cái phôi mai nữa các bạn ơi. Đầu tiên là cái mã F5. Mã F5 là hình một cái phôi hình thú nha. Mai rừng Phú Yên nha, hình thú. Hoành 43 và chiều cao là 47. Cây hình thú nhìn rất là ngầu ha. Cây này mà mình để chậu hột xoài là ok nha. Rất đẹp luôn. Chiều dài của cái phôi này, của cái đế này nó tầm khoảng 60 các bạn nha. Cây bỏ rễ rất là đẹp. Nó già luôn các bạn. Cây nó u u lên nè. Hoành 43 chiều cao 47. Cây rất là to nha. Cây rất là to so với cái chậu nha. Để cái chậu hạt xoài ova mà chiều dài khoảng 70 là rất rất là lực luôn. Chậu rất là lực. Nhìn rất là đã nha. Cây rất là êm. Sống lưng rất là đã luôn nha các bạn nha. À, phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 900 50 nghìn ha. 950 nghìn cho cái phôi hình thú này các bạn nha. 950 nghìn. Rồi tiếp theo là mã F6. Mã F6 là một cái phôi có hoành là 50. Hoành 50. Và chiều cao là 54. Rễ bỏ rất là ok nha. Nó có cái gân bạnh nhìn rất lực. Gân bạnh nhìn rất lực. Hoành 50 là ngay cái chỗ mà cái rễ treo mà cắt ngang đó các bạn, còn hoành thân của nó thì tầm khoảng là 40 45 các bạn. 45. 43 45 vậy đó. Cây rất là lực. Phôi này thì về giao lưu các bạn với giá là 700 nghìn ha bạn ha. 700 nghìn. Hai phôi này là báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bạn nào thích thì liên hệ ha. Một phôi 950 nghìn, còn một phôi là 700 nghìn. Hai phôi đều rất là ok ha các bạn ha. Một phôi thì hình thú, còn một phôi á thì hình trực trụ. Rất là ok. À, bạn nào thích thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.